Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lại có một sản phẩm mới muốn giới thiệu đến các bạn. Đó là sản phẩm đèn ngủ cảm ứng nha. Đèn ngủ silicone cảm ứng. Thì tại sao hôm nay mình lại giới thiệu cái hai cái đèn mới này? Thì thật sự thì mình chưa có giới thiệu một lần nào về cái sản phẩm đèn ngủ cả. Thì đây là một sản phẩm đèn ngủ mà đã bán chạy rất nhiều mùa của shop mình từ trước đến giờ, từ khi mà mình mở shop đến giờ. Thì cái sản phẩm này có đặc biệt gì? Đó là cái chất liệu này, độ sáng này và cái giá thành của nó các bạn nhé. Thì cái sản phẩm này shop mình đang bán với giá là 330.000, so với cái giá thị trường ở ngoài là từ 380 đến 390.000 một cái đèn này, thì shop mình bán rẻ rất là nhiều. Mà chất lượng và chất lượng và chất liệu thì rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy. Thật sự thì cái đèn này mình đã tặng cho bạn mình rất nhiều và bán cho khách rất nhiều, và cái phản hồi của khách về cái sản phẩm này thì tương đối là rất là tốt, gọi là 5 sao trở lên, chưa có một cái nào gọi là 4 sao hay 3 sao cả. Đấy, mình bán trên Shopee, bán trên Lazada, bán rất nhiều. khách đến mua hoặc là khách bảo ship đi, mình cũng ship. Khách rất là thích các bạn nhé. Ví dụ các bạn mua về các bạn tặng sinh nhật này, hoặc là mua về tặng cho con cháu này, rất là thích. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé, khai phá cái sản phẩm này xem là tại sao nó có gì đặc biệt mà nhiều người lại thích đến như thế. Ok, cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Thì đây, mình sẽ mở hộp hai sản phẩm này. Trước tiên là hộp thỏ Coni nhá. Em thỏ này có tên là Coni. Đó. Thì đây là một sản phẩm của Life Friend, không phải của Cacao Friend nha. Shop mình tên là Cacao Friend nhưng mà bán cả Life Friend nữa, không riêng gì Cacao đâu. Thì đây, cái hộp. Trước tiên thì mình nhận xét về cái hộp này, thì hộp này bề ngoài rất là chắc chắn, có hình in rõ ràng, hình in bằng tiếng Anh rõ ràng, đường sau và đường bên cạnh thì cũng thế, đường sau này cũng thế, có chữ Hakmi Coni. Cái đèn này thì nó chủ đề là Hakmi nhé các bạn nhé, ôm tôi ấy. Đây, đèn đây. Rất xinh các bạn ạ. Cái chất liệu của nó ấy, chất liệu này là chất liệu silicone nhé, silicone dẻo. Các bạn xem này. Đấy, silicone dẻo. Và cái chất liệu này không bao giờ bị ố, không bao giờ bị ố được. Xem qua tổng quan này. Cái này là người ta đúc, đúc silicone ra. Cái mặt dưới thì có cái bảng điều khiển của đèn. Thì cái bảng này thì có một nút on off, nút bật tắt, và cái chân sạc của đèn ở đây. Đây, chân sạc đây. Và nút bật tắt đây. Đấy. Thì nút bật tắt để bây giờ mình bật thử nhá. Cái đèn này nó sẽ điều khiển bằng cách là mình vỗ nhẹ vào đèn. Vỗ nhẹ vào đèn thì nó sẽ thay đổi cái độ sáng này, và có tổng cộng là 6 mức sáng khác nhau từ nhỏ đến lớn. Mình để nấc to nhất rất là sáng, các bạn có thể đọc được sách luôn, rất sáng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở đèn thử cho các bạn xem. Mình sẽ lấy nét vào cái đèn này cho các bạn xem cái độ sáng của nó. Đây là nấc 1 này, mình để lên tay này cho nó không bị chạm. Cái này nó rất nhạy, rất là nhạy, các bạn chạm nhẹ nó cũng đổi màu rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đã đổi rồi. Đổi độ sáng dần này. 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 6 mức nhé. 6 mức sáng khác nhau. Mình đập lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phát nữa là tắt. Đấy. Các bạn lưu ý nhé. Ví dụ các bạn để đi ngủ hoặc là tiết kiệm pin thì các bạn để nâng 1 thôi. Nó rất là nhịn dịu nhẹ cái ánh sáng vàng của nó. Đây là ánh sáng vàng nắng ấy các bạn nhé, vàng nắng. Không phải là ánh sáng trắng đâu, ánh sáng trắng thì rất là khó ngủ.
Cái ánh sáng vàng nắng này rất là đẹp luôn. Về cái độ pin của nó, đây là pin lithium. Lithium, cái công nghệ mới nhất của hiện thời bây giờ, sử dụng cho các sạc dự phòng hoặc là điện thoại. Thì cái pin này có độ bền rất là cao, và cái dung lượng của nó sử dụng cũng nhiều. Các bạn sử dụng một cái đèn này bật nguyên buổi tối, có khi đến trưa hôm sau vẫn còn. Đây là nước 1 nhé. Còn nước 6 thì có thể là nó khoảng được khoảng một tầm 6-7 tiếng gì đấy. Có nghĩa là các bạn ngủ từ 11 giờ, 12 giờ, các bạn bật đến 6 giờ, 7 giờ vẫn còn. Nếu các bạn để nước 1 thì có khi là đến 10 giờ trưa. Thì đấy là tổng quan về cái đèn này nhá. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái đèn khác. Cái đèn gấu brown cũng là của Lifefriend. Hai cái đèn này thì chung một hãng. Mình lấy lại. Ok. Đây, cái đèn này vẫn như thế, cái hộp rất chắc chắn. Các bạn xem hộp này rất cứng. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà shop mình gửi cho các bạn thì vẫn phải bọc thêm cả hộp cắt tông nữa, hoặc là xốp để cho cái hộp này nguyên vẹn. Đôi khi là shop mình vận chuyển về thì nó cũng sẽ có một chút móp thôi, nhưng mà không đáng ảnh hưởng gì lắm. Mình sẽ mở hộp nhé. Đây hộp. Một hộp này thì sẽ bao gồm đèn này, một dây sạc. Dây này sạc 2m, sạc 2m, chân cổng Type-C, cổng kiểu Samsung ấy các bạn. Thường mọi người hay gọi là Samsung, cổng Samsung. Cái đầu sạc là USB nhé. Đầu này các bạn có thể cắm vào máy tính, cắm vào củ sạc của điện thoại hiện thời. Tất cả các củ sạc của điện thoại bây giờ đều vừa nhé. Và một cái sổ hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Tuy nhiên thì cái đọc chơi thôi. Tại vì cái đèn này có gì đâu mà phải hướng dẫn, đúng không? Bật lên là dùng thôi. Rất là dễ. Đây, tổng quan về cái đèn con gấu này. Gấu brown nhé. Gấu này thì mọi người, rất là nhiều người thích này. Nhiều người thích hơn cả thỏ Pony nữa. Đây. Vẫn là như thế thôi. Cái chất liệu silicone mềm an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn, không bị kích ứng da, không bị gì hết. Và cái mùi của nó rất là dễ chịu nhá, không bị khó chịu đâu. Và mặt bên dưới thì có bảng điều khiển, nút bật tắt, nút ngay đuôi thì có cái cổng sạc đấy. Cổng sạc này thì bây giờ mình sẽ bật thử cho các bạn xem này. Đấy, vẫn là 6 nấc nhé. 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, cái tổng quan của cái đèn này là như thế. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm sạc thử cho các bạn xem. Khi mà cắm thì nó sẽ biểu hiện những cái gì trên đèn, và các bạn khi nào biết là đèn có pin đầy và đèn pin chưa đầy nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm sạc thử cho các bạn xem nhé. Đấy, khi mà mình cắm vào thì nó sẽ hiện một cái đèn đỏ bên dưới này. Và buổi tối thì các bạn thấy cái con này nó sẽ đỏ lên. Đấy, nó sẽ đỏ lên. Khi nào mà đèn nó đầy pin thì nó sẽ hiện xanh nhé. Xanh màu lá cây ấy. Màu lá cây hay là màu da trời nhỉ, mình không nhớ lắm. Tại vì hiện thời thì đang sạc nên nó sẽ đỏ. Khi nào đầy thì nó sẽ màu xanh nhé. Màu xanh thôi, nói chung là màu xanh thôi. Mình cũng không nhớ là màu xanh lá cây hay màu xanh dương nữa. Các bạn về các bạn thử nhé. Clip của mình review về hai sản phẩm đèn ngủ của Lifefriend đến đây là kết thúc. Thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian của các bạn ra theo dõi. Và nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link mình để bên dưới ngay description của video nhé. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like hoặc là share video này nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại trong những video review lần tới. Bye bye.